cùng nhờ chào đón tất cả quý vị quan khách quý, chúng ta đang có mặt tại không gian vô cùng sang trọng của trung tâm chợ trung tâm xã Trường Bôm để cùng tham dự tiệc mừng Tân Gia Đài Cát của anh chị Trân Trang trong buổi chiều ngày hôm nay, có địa chỉ tại bản Hòm xã Trường Bôm. Và lời nói đầu tiên cho phép thượng quyền gặp mày, xin phép được thay mặt cho gia chủ, xin phép được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, phép của ta ngày xưa luôn luôn có câu nói rằng an cư thì mới lập nghiệp, vì ngôi nhà là tổ ấm, là nơi trốn bình yên, là nơi trở thành tình cảm thiêng liêng hạnh phúc của một gia đình mà ai ai cũng muốn tìm về sau những giờ phút lao động vất vả bôn ba trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, để có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay, đó cũng chính là sự đánh dấu sự thành công, sự nỗ lực, sự đồng vợ đồng chồng của anh chị Trà Trang trong buổi trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và để khép lại sự chờ đợi của tất cả quý vị khách quý, xin được mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn về phía cổng Tân Gia Đài Cát để cùng chào đón đèn trên sân khấu, đó chính là anh chị Trân Trang bước lên sân khấu để cùng diễn kiến tới tất cả quý vị. Vâng, xin mời anh chị. Vâng, xin được trân trọng kính mời anh chị Trân Trang, chúng ta sẽ cùng tay trong tay bước lên sân khấu Tân Gia vạn phúc của mình để diễn kiến và ra mắt với tất cả quý vị. Xin mời. Và cùng chúng ta tập tay lớn lên phía nào ơi. Hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, đó chính là tại gia đình anh chị Trân Trang cùng người con thân yêu của mình, không ạ? Và thưa quý thân mến, sau đây thay cho lời muốn nói bằng những hành động tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất trong buổi chiều ngày hôm nay để gửi tới và thì quý vị chúng ta cùng nhau trở về đây để đây chúc mừng nhà mới của anh chị. Xin trân trọng kính mời đại gia đình anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau nở ra một nụ cười thật tươi và cùng nhau nghiêng mình cúi và cùng cúi đầu thật sâu để cảm tạ quý vị quan khách cùng mình ạ. Xin mời. Vâng, là rất tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, đến với ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại, chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị Trân Trang trong buổi trường ngày hôm nay. Thân quê và gặp mai rất lấy làm vinh dư khi được lựa chọn là người đồng hành dẫn dắt cùng câu chuyện chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị trong buổi trường ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, trong buổi trường ngày hôm nay, chắc chắn rằng đại gia đình anh chị Trân Trang cũng như ban tổ chức chúng tôi sẽ có rất và rất là nhiều điều sự thiếu sót. Chính vì thế mong quý vị chúng ta sẽ cùng lượng thứ và bỏ qua cho. Sau đây, thay cho lời còn nói bằng những lời nói đầy đủ nhất, ý nghĩa nhất cho anh chị Trân Trang, và tổ chức xin để trân trọng kính mời MC Ngọc Mai sẽ có đôi lời phát biểu thay cho anh chị bằng cánh thái đen của chúng ta, đúng không ạ? Xin trân trọng kính mời em. Chào mừng các lại của mẹ Pi Nam Hoa Sương, ở lưu làng gần sẽ lại muốn mang vinh dự, lại ó nả tạc tà tây chương ai Trân Trang, chân tinh hải của mẹ Pi Nam Hoa Sương, và sẽ bỏ nhân dạo sợ thái ai qua cờ trọng bài ló tó mọt, cho tiến cho thái ngài bòi mở sầu bán lì, xin qua phì phền bên đi cái trắng phì phền bên bắc, mày bắt nhọt mất lường, lường phát kiểu trốn hâu sẵn kín, tập chính tưởng màn dè trên tiền cằm na bùn, bùn có băng trên đi hàng ly mưa nà, chùa bón mả bìa rừng, chứ để tòi lát áo chờ co tè lò phì nắng ơi. Chứ vậy ai cái trắng này dệt hay ó lại ba, dệt na ó lại thầu, trắng kiếm này lướt tập co cằm, căm bó sủ, trắng hiệp bày sự ở lết mắc dài, như xẻ tán sai mắc dài, lại bó xẻ tải tàng láng mưa cống, chiếc xẻ tù phơ nỏ còn được qua, lệch láng lại xì mang mi nò, y ai cái trắng phải hà mưa nặng một nặng mò, lê mò nặng trang, hà mưa cái trắng này mưa lì, chen pi bốc đi sẵn kề khỏ lừa qua, trắng hiệp bó ải cảnh nỏng ma tròi lại cơn, trắng hiệp bó lưng cảnh tà mất búc sở mà, chàng bó ải xây sở chàng tìm chàng mơ, chàng phản xì hở mắt bền lai, qua sai hở mắt bền tòng, trắng hiệp bền nước náo làng sùng sang khá nì, ở mình đi cờ chút văn cờ trắng hiệp, hà lầy mưu lì bếp trăm, mười sẵn bếp chết, trắng hiệp lầy lá khủng nơi non, lầy lá con khủng mắt rú, lết nòi khủng mắt mả mua pè, thầu ké khủng mắt mảnh mưa dưng, chứ dân mướn bì xèn thầu, thầu tiền điều mua pè lái lang, tên hải na phú lắm chế ở bền má cô hông phẳn, chứ dân mảnh mướn mở xèn trăm văn pì, chứ phải đưa làng gì bố mi cho trai kè lò phi nòng ơi. Ở mi chú ăn cửa trắng này giản tờ bác hảo bất chứng, giản tờ bác bảo bác bè, trắng này kiếm này có thắp lùi nó, tặng tánh phân khẩu mùng hòm, cho mong ngân mở làng sùng, trắng này có thể cáo để mơi ảnh nặng dưới lại na, lung tà dưới lại băng, phồng ban dưới lại vườn, xúc ảnh xúc em xúc bò cho mẹ cửa trắng ở cản hạt banh, băng xỉa bì hay bấu trà, mà bên nào bầu hồ, ở cửa thấy nửa xỉa bì bùa kiềng, mất cho con mở lùng sùng vầy ai cái bà mớ, hết đi lại đầy dưới tăng bạn ông ta, bố biết rằng hơn xưa, cho lại tàng nào ở chỗ đi ai chân trang, cho lại sống chúc một thế này bò mẹ tì nồng, tẩy mù hả mất bè lại, bò mẹ tì nồng tẩy ngô quay hả mất bè lắm, xếp bì như mi đồ sảy, xa bì như mi lùi.
lửa nào dễ chẳng nghĩa lại tài lang áo chả mâm à sau chút thế này con mẹ bị nặng bài ca lần này hai lần mà dễ lại tài lang áo chả mâm thế này bị nặng nữa hảo cái đó con mẹ chung lại cố nữa tôm bư trong mâm bị nặng ơi. Vâng ạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, quả đúng thật là nhà là nơi dấu đi xa chúng ta vẫn luôn nhớ về. Nhà là nơi có chồng ta, có vợ ta và có con ta. Nhà là nơi để che nắng, che mưa. Mà nhà là nơi để lưu giữ và giữ gìn mái ấm hạnh phúc của một gia đình. Và sau những năm tháng vất vả bôn ba trong cuộc sống, trong đó có cả mồ hôi và nước mắt, thì gia đình anh chị Trần Trang, hai vợ chồng đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng chất chiêu để ngày hôm nay hai vợ chồng anh chị đã xây dựng cho mình một ngôi nhà vô cùng khang trang sạch đẹp mà ai ai cũng mơ ước có được, đúng không ạ? Thêm vì thân mến, các cụ ta ngày xưa thường có câu nói rằng an cư thì mới lạc nghiệp, thuận vợ thuận chồng tất cả biển đông cũng cạn, đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Và như vậy tổ ấm của anh chị Trần Trang trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã chính thức hoàn thiện rồi. Chính vì vậy ngày hôm nay đây, anh chị đã đi xem được ngày lành tháng tốt. Đó chính là ngày hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2024, tức ngày 25 tháng 8 năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt. Anh chị đã cùng đại gia đình của mình chính thức bước chân lên ngôi nhà mới của mình sinh sống, sinh hoạt trở lại. Và ngày hôm nay đây, anh chị đã dành tất cả tâm tư, tình cảm, tâm huyết của mình vào bữa tiệc ngày hôm nay, để rồi thân mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau trở về đây, đến đây tham quan ngôi nhà mới, cũng như chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị Trần Trang trong buổi trường ngày hôm nay. Sau đây cho phép Thuận Khuê và Ngọc Mai xin được trân trọng tuyên bố tiệc mừng tân gia đại cát của gia chủ Trần Trang xin chính thức được bắt đầu. Rồi nhà mới và xin được chúc cho đại gia đình anh chị bước chân lên ngôi nhà mới, lộc tới thì dồi dào, gia bảo thì êm vui, tiền vào thì niêm phong đà, tiền ra thì nhỏ giọt. Một lần nữa xin được chúc mừng anh chị. Vâng ạ, một lần nữa xin được chúc mừng anh chị và xin được chân kính mời đại gia đình chúng ta sẽ nở ra một nụ cười thật tươi, đúng không ạ? Bắn bắn hồ từ nãy tới gần nữa. Vâng ạ, thưa quý thân mến, đến với ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại, chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị Trần Trang trong buổi trường ngày hôm nay. Thì các em, các cô, các chú cũng đã chuẩn bị những bó hoa tươi thắm nhất, tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trường ngày hôm nay để trao tặng cho anh chị, đúng không ạ? Và chắc chắn rồi, kính thưa quý vị thân mến, món quà đầu tiên Thân Khuê xin được trân trọng và kính mời lên trên sân khấu, đó chính là gia đình em Lã Duyên, đúng không ạ? Xin trân trọng kính mời gia đình em Lã Duyên sẽ bước sân khấu tận ra vạn phúc để gửi gắm tình cảm yêu thương của mình và bó hoa tươi thắm nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trường ngày hôm nay tặng cho gia chủ của chúng ta, đúng không ạ? Xin trân trọng kính mời. Ngay giúp mình đây là gia đình em Hà Duyên. Còn với quả tiếp theo xin trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình anh Vương Quyết và gia đình cháu Tiến Bình cũng đã chuẩn bị món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng trao tặng cho đại gia đình. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị mến, cùng với món quà gia đình anh chị Vương Quyết cũng như gia đình cháu Tiến Bình thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời gia đình cháu Lợi Anh và gia đình cháu Khánh Tươi cũng như gia đình cháu Tâm Ngọc cũng đã chuẩn bị món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trường ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng nhau lên sân khấu tân gia vạn phúc, cùng nhau gửi gắm tình cảm yêu thương của mình và hoa tươi thắm nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trường ngày hôm nay cho gia chủ của chúng ta đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Chương trình xin được trân trọng kính mời gia đình em Mai Lam cũng như gia đình cháu Huyền Thơm, đúng không ạ? Một lần nữa xin trân trọng kính mời gia đình em Mai Lâm và gia đình cháu Huyền Thơm cũng đã chuẩn bị hóa thời thắm nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trường ngày hôm nay sẽ bước lên sân khấu tham gia vạn phúc của anh chị. Đây gửi cảm ơn tình cảm yêu thương của mình, hoàng xin trân trọng kính mời. Xin chào các bạn, em là mấy đó từ muốn bước xuống bước túi là xong đó là và lúc nào nhung đưa làm cái nắng khoản thương nguyên phó làm các bộ môn mất tặng hờ ý ai của bà và sau này xong chúc là thế này con mẹ thứ năm và sẽ sang cái này quay sang tên thằng và lúc nào mi tăng sinh ý tăng bằng nữa. Vâng, một lần nữa thay lời cho anh chị Trần Trang cũng xin cảm ơn đại gia đình chúng ta có danh sách tặng quà. Xin được chúc cho đại gia đình chúng ta thật sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống.
Vâng ạ, thưa quý vị mến, đến với ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại, chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị Trần Trang trong buổi trưa ngày hôm nay. Sự hiện diện có mặt đông đủ của tất cả quý vị là niềm vinh hạnh đối với gia đình chúng tôi. Vâng ạ, thưa quý vị mến, chắc chắn rồi, kính thưa quý vị thân mến, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng sự quan tâm của mình lên sân khấu và cùng nhau rót ra những ly đồ uống của mình thật đông đầy được không quý vị ơi? Xin chào quý vị và mời chúng mình cùng nhau đi cảm ơn em và nài Pino Hằng Sương hao ơi. Thưa các giáo sư khỏi các trò mi văn mi bồng đi ban chăn tân ốc bồng xú tháo sốp tháo co ấy bò men pin nong chẳng chim men chim bền các bạn thưa các giáo sư khỏi của mi sáng gần xưa chiếc sò mi sẽ lẩu nòi chọi đừng sạt chiên bề sai bò men chấp phủ lại côn chiếc sò này cáo để mơi bò men pin nong hao ao cắn hăng chờ khái lẩu bay bom ao cắn nhau chén lẩu khẩn dùng nước pin nong đỡ pin nong ơi mãi nữa chỉ lẩu tân tân hứa là pin nong ơi lòng bi lòng hắc sướng ấy bên đi cờ một đề một này phụ mía đù làn cầy má tặng nà ai ôi ô cờ đần đầu tiên đến từ má nàng hì xin đã biết sáng lớp về lớp thế nào biết sáng lớp tổng cảm ở tây hương cả ba phụ mía xin khỏi đến lớp bi lòng nơ khai nì thay yêu cao tây hương đại học bi lòng hâu ao gan khái lẩu bay bom kịt trái lẩu sung sướng buồn hòm nưng ao gan tướng khẩn bề bề bi lòng ơi khai nì bi lòng hắc sướng ấy ao gan hăng chờ khái lẩu sói chén tề bọc ao gan tướng khẩn kịt trái lẩu sung sướng buồn hòm nưng tây hương lớp bi lòng nơ đúng ạ. Mấy pin nong ơi, muôn mắt hồi như... Xin được tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đứng lên được không ạ? Sau đây cảm ơn mấy pin nong nào ạ? Dù lắc cái sân khấu cao gần tướng từ biến nữa. Vâng ạ, sau đây cho phép Thuận Khuê xin được bắt nhịp 1, 2, 3, dô. Chúng ta sẽ cùng hô đồng thanh là dô thật to được không ạ? 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 cạn và 1, 2, 3 chúc mừng Tuần Gia Đại Cát. 2, 3 chúc mừng Tuần Gia Đại Cát. Xin mời hai nước pin nong ơi. Học hành đi ai nữa, cửa đứa nào và mặt dưới lại tơ lát áo cho con nữa. Học hành đi ai nữa. Học hành bên của mẹ chủ của đánh con nữa. À, kiếm này lại phải đánh ngơn, hăng sữa bí, mi sữa tay nữa, pin ông nữa. Vâng ạ, thưa quý vị, nó vẫn như vậy buổi lễ ra mắt tiệm mừng Tân Gia Đại Cát của anh chị Trần Trang trong buổi trường hôm nay đã được diễn ra thành công tốt đẹp được không ạ? Sau đây để tạo lòng cảm ơn đến quý vị quan khách, xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng nhau trở về từng bản tiệm để chúc rượu cũng như để cảm ơn đến quý vị quan khách của mình đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Qua sự thể hiện của đội múa gia đình đến từ bạn học của chúng ta đúng không ạ? Một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón xem. Vâng ạ, thưa quý vị, một tràng pháo tay của tất cả quý vị dành cho đội múa đâu ạ? Vâng ạ, quý vị rất nhiều. Thank you.
tuyệt vời. Quý vị có thể nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đội múa được không ạ, quý vị ơi? Vâng, xin chào, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị mến, để đáp lại tình cảm của Phượng Phê và Ngọc Mai, sau đây ban tổ chức xin được cho kính mời đội múa gia đình đến từ bản họp của chúng ta sẽ bước lên sân khấu tận ra đại khát, cùng thể hiện một tiết mục múa rất là tuyệt vời. Tiết mục múa được mang tên Múa dịu dàng bên dòng suối. Xin mời quý vị cùng đón xem. Thank you.
khăn trời tôi mới để bảo pin ông ấy. Vâng ạ, à, xin được cảm ơn à, đội buồn.
những cô gái xinh đẹp đến từ huyện Thuận Châu của chúng ta, những vị khách đáng kính nhất của gia chủ chân